sông Cửu Long là một trong những đồng bằng quan trọng nhất trên thế giới về sản xuất thực phẩm. Tại Việt Nam, đồng bằng sông Cửu Long chiếm 95% doanh thu xuất khẩu gạo và 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản trên cả nước trong năm 2022. Tuy nhiên, đi cùng với sự phát triển, đồng bằng cũng đối mặt với nhiều thách thức. Xâm nhập mặn tại các vùng ven biển, tình trạng sụt lún đất, mực nước biển dâng, sử dụng quá mức phân bón, thuốc bảo vệ thực vật và kháng sinh trong sản xuất. Những tác động trên đã gây gián đoạn các chu trình của tự nhiên, do đó làm giảm khả năng tự phục hồi và chức năng của các hệ sinh thái. Hệ quả là đồng bằng đang dần bị chìm và thu hẹp. Các cộng đồng và các loài phụ thuộc vào đồng bằng trở nên dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết trước biến đổi khí hậu. WWF cùng Quỹ Khí hậu và Phát triển Hà Lan đã hợp tác với nhiều đối tác để triển khai mô hình thí điểm sản xuất luân canh tôm lúa. Mô hình được thực hiện tại 3 tỉnh Trà Vinh, Cà Mau và Bến Tre với sự tham gia của 69 hộ dân trên diện tích 106 hectare. Với sự hỗ trợ của WWF, những hộ dân này sẽ áp dụng các phương pháp nuôi trồng cải tiến để đạt được chứng nhận ASC cho tôm và chứng nhận hữu cơ cho lúa. Tham gia dự án này học được nhiều lợi ích. Bà con cùng nhau chia sẻ, rồi học được các lớp tập huấn của bên dự án, các bộ dự án đó. Vô mà dự án Minh Phú tới giờ nuôi thấy nó hiệu quả. Một hecta là khoảng 300 tới 350 ký. Là bày đầu, rồi bày sau là khoảng cũng có 250 ký trở lên. Đây là một cái dự án hỗ trợ về cái chuyện phát triển kinh tế thông qua phát triển sinh kế cho người nông dân, mô hình cả tôm và lúa. Ngoài ra thì góp phần bảo vệ môi trường cũng như là thích ứng với biến đổi khí hậu. Mô hình dự kiến sẽ tăng 2,5 lần thu nhập cho nông dân. Là mô hình tôm lúa đầu tiên trên thế giới đạt chứng nhận ASC nhóm. Minh Phú, đối tác của giai đoạn này, sẽ sử dụng khoản vay để mở rộng mô hình với 20.000 hộ dân tham gia trên diện tích 30.000 hectare vào năm 2030. Tiềm năng nhân rộng mô hình này trên toàn đồng bằng sông Cửu Long là 200.000 hectare.